Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio Phía trước màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ Anh em vui lòng nhấn một nút đăng ký để theo dõi kênh Và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do Bà Hùng Audio thực hiện à, Akufay là một thương hiệu à, lớn, bậc nhất về sản xuất à, thiết bị âm thanh hàng đầu tại Nhật Bản và không chỉ riêng tại Nhật Bản đến nay thì những cái sản phẩm của Acufay đã có chỗ đứng trên thị trường high-end trên toàn thế giới và được đông đảo những audio file trên toàn thế giới tin tưởng và tin dùng với kim chỉ nam là chất lượng kèm theo hình thức của hãng Acufay thì với những cái sản phẩm của mình luôn trau chuốt từ những cái linh kiện cho tới hình thức và cho đặc biệt hơn nữa là cái chất âm luôn ngày một được cải thiện và những cái công nghệ mới nhất luôn được áp dụng cho âm ly à, thì à, đến hiện nay trên à, khắp thế giới âm ly Alcufay đã phủ sóng gần như là tất cả audio file trên mọi trên trên khắp thế giới đều đã sử dụng cái sản phẩm của AcuPhy à, âm ly AcuPhy thì à, là một cái dòng âm ly à, tập trung vào những cái sản phẩm chất lượng và phân khúc từ cao cấp trở lên. Đó, à, chính vì vậy thì à, để kiếm được một chiếc âm ly Accuphase đời cao, đời mới mà giá thành hợp lý thì nó là một cái việc hết sức là khó khăn. Đó. chính vì vậy cho nên hãng luôn sản xuất phát hành song song những cái model à, có mức công suất nhỏ hơn để phục vụ những người có niềm đam mê với Accuphase à, mà không phải bỏ ra một số tiền quá lớn như những cái sản phẩm khác. À, tuy nhiên thì à, những cái sản phẩm này sẽ bị hạn chế bởi công suất. Nhưng nếu xét với những cái dòng loa hiện nay thì mức công suất của những chiếc âm ly Acophay đầu 2 này nó thừa sức đánh tốt những cái dòng loa bát 30, à, bắt bát 30, bát 25, bát 20 đều có thể đánh tốt à, trước màn hình chúng ta là Uh, chiếc âm ly Acufay E260. À, uh, đây là một chiếc âm ly uh, series 200, tức là đầu 2, thế hệ thứ 12 của uh, của, của, của của hãng Acufay. Uh, cái sản phẩm đầu tiên thì nó ra đời khoảng từ những năm 1970, uh, em không nhớ chính xác là cái 202 là từ năm 74, không, em nhớ không nhầm là vậy. Uh, thì đến nay nó đã gần trên dưới 40 năm tuổi rồi và qua 12 thế hệ thì cái sản phẩm E260 là một trong những cái sản phẩm mới nhất hiện nay của hãng Agufay đầu hai. Đó, song song với 270, 270 thì mới hơn nhưng 260 và 270 thì nó là một cái bản facelift thôi. Thì thực ra về thay đổi nó không hoàn toàn nhiều lắm. Đó. Đương nhiên là 270 nó nhỉnh hơn một chút nhưng nếu xét về góc cạnh giá thành thì 260 cũng không hề kém cạnh và chất lượng thì cũng không hề kém cạnh một chút nào à, Sau hơn 40 năm phát triển của cái series đầu 2 thì Accuphase vẫn luôn ưu ái cho cái series đầu 2 tất cả những gì mà mình có à, đặc biệt như là cái uh, mạch công suất biến áp nguồn uh, hay là cái điểm đặc trưng nhất mà Accuphase có đó là cái mạch volume công nghệ là VAAV đó là cái công nghệ độc quyền của Akouphase về chế tạo volume nó không làm uh, thay đổi nhiều khi uh, cái uh, uh, âm thanh âm thanh đi qua qua cái volume mà nó không bị thay đổi đi tức là không bị biến dạng hay nó không bị uh, méo mó mà nó đi qua nó bị ít suy hao nhất. Đó, đó là cái độc quyền của Akouphase với cái công nghệ volume này vẫn được áp dụng trên cái sản phẩm E260 đầu bảng này. Đó. Và thêm một điều nữa là những chiếc âm ly Acufay đầy mới nó sẽ được hiển thị cái đồng hồ báo mức volume thì sáu 2260 cũng hiển thị đầy đủ, không kém cạnh một chút nào với những chiếc âm ly hai n đầu bảng của Acufay. Đó là một điều rất hay. Nó chỉ là bản thu nhỏ về mặt hình thức cũng như là thu nhỏ về mặt công suất, còn lại nó vẫn đáp ứng đầy đủ cho chúng ta với những cái công nghệ mà âm ly đắt tiền nhất của hãng thừa hưởng thì âm đi này vẫn có đó là một cái điểm rất hay của Acofy à, nó không phải là, là 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 rẻ tiền hơn mà nó sẽ bị thiếu hụt đi mà rẻ tiền hơn nó chỉ nhỏ hơn về mức công suất cũng như là về hình thức đó còn lại đầy đủ cả đó là một điều rất là quý ở hãng Acofy đó à, chiếc âm ly ACOFE E260 đợt này giá cực kỳ tốt Đợt trước em bán là 54 triệu, đợt này 52 triệu thôi. Hàng đẹp xuất sắc mới tinh luôn. Đó, đầy đủ điều khiển Cataro và dây nguồn anh em nhé. À, công suất của cặp của chiếc âm ly này nó là 180W cho hai kênh ở 8 ôm và 210W cho hai kênh ở 4 ôm. Như vậy là vẫn có thể đánh tốt những dòng loa bass 30, bass 25, bass 20 thì càng tốt đúng không ạ? À, đó là một cái điểm mạnh của Agufay mặc dù những chiếc âm ly này thiết kế rất nhỏ nhưng cái mạch công suất của Aquafay vẫn luôn đưa ra một cái mức công suất tốt nhất, lớn nhất trong cùng phân khúc để có thể phối ghép được nhiều dạng loa. Đó. Vẫn với thiết kế cùng với những chiếc âm ly 2N đầu bảng của hãng thì vẫn giữ cái kim chỉ nam là cái 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 uh, ngôn ngữ thiết kế là hai bên volume bên phải, selector bên trái và có hai đồng hồ vu khá to được nằm chung trên một mặt kính như này chúng ta cảm giác liền lạc và rất đẹp đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ có cái cảm giác là một cái màn hình nó lớn. Nếu như chúng ta chia đôi ra thì nó sẽ có có cảm giác nhỏ đi. Nhưng Apple rất thông minh. Họ làm rất thông minh, họ làm trên cùng một mặt kính. Đó. Chính vì vậy thì uh, ngay cả những đồng hồ à, những chiếc máy nhỏ như thế này, những chiếc đồng hồ cũng rất to và chúng ta nhìn cảm giác nó rất to. Đó. và ở đời này được tích hợp thêm một cái đèn báo hiệu công suất mức công suất của volume đúng không? và ngoài ra mặc dù là một chiếc âm ly ở cái phân khúc tầm trung nhưng hãng vẫn cho chúng ta chơi được hai đôi loa A và B đúng không ạ chiếc âm ly này hãng đang bán mới ra với giá là hơn 90 triệu đồng thì cái giá mà 52 triệu đồng là một cái mức giá cực kỳ tốt cho anh em chơi thời điểm hiện tại đặc biệt là rẻ hơn cái máy là trước em bán là 2 triệu đồng chúng ta lưu ý như hai triệu đồng đợt này giá hợp lý em bán hợp lý hơn đó đợt nào cao hơn thì em xin phép bán cao hơn anh em thông cảm giúp em nhé hàng về có lúc rẻ lúc cao đấy cho nên là em sẽ bán theo cái giá mình nhập vào chứ em không phải nhập rẻ em bán cao lên đâu đó anh em nếu mà đợt nào mua nó cao hơn xíu thì anh em vui lòng thông cảm bởi vì hàng nó lên đó À, thôi tiếp theo về uh, chiếc ly này thì nó vẫn đầy đủ hai cặp loa uh, đầy đủ ba lăng bass chép rồi loudness uh, rồi uh, muting đó, đúng không ạ và nó vẫn được thừa hưởng một cái option để chúng ta có thể cắm đát hoặc là chúng ta có thể uh, cắm cả phono đúng không ạ đó là một cái điểm rất hay của hãng acu uh, chúng ta không chơi không mất tiền ra mua cái 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 bo đó nếu như chúng ta không có nhu cầu ạ? Đó là một cái điều cực kỳ hay Đó. Ngoài ra chiếc uh, âm ly này uh, Nó là một chiếc âm ly tích hợp thì chúng, Khi chúng ta muốn chơi một chiếc dè đèn Hay là một chiếc dè khác để thay đổi chất âm Chúng ta vẫn có thể sử dụng được Âm ly này như là một cục pâu Khi chúng ta bấm nút Exit Pre Thì nó sẽ không còn phần dè nữa Và nó chỉ còn phần pâu thôi Đó. Đó là một điểm cực kỳ hay Cho một chiếc âm ly uh, thế hệ mới Giá chỉ có 52 triệu đồng thôi đó, cực kỳ tốt luôn Đó, Điều khiển đẹp xuất sắc dây nguồn Cataro đầy đủ cho anh em nhé Đó, Chúng ta có thể nhìn gần hơn một chút để thấy cái độ đẹp của nó Là một chiếc ly được ra đời từ những khoảng những năm à, 2013 Đó, 2013 là top những chiếc ly thế hệ mới của Acuface rồi Nó mang cái ngôn ngữ thiết kế đời mới của hãng Acuface đúng không ạ? Rồi em sẽ vòng qua sau một chút để chúng ta cùng xem nhá. À, vẫn cái thiết kế chủ đạo ở mạch công suất bên trong là hai bên mạch công suất riêng biệt cho hai vế trái và phải đúng không ạ? Biến áp được đúc hai tụ nguồn cực gấu cực to đó là một điểm cực kỳ hay của hãng Agofay. À, Khi vòng ra phía sau chúng ta thấy cái những cái à, cọc tiếp tức là cọc à, tín hiệu đều được mạ vàng và còn rất mới đây đúng không ạ? Hai cọc loa a và b. Đấy đây là cái cổng option nhá. Nếu như chúng ta muốn chơi thêm mạch uh, phono à đầu địa than thì chúng ta mua thêm một cái option nữa thôi hoặc là muốn chơi uh, dark thì chúng ta chơi thêm một option nữa thôi, đúng không ạ? Và đầy đủ đường ba lăng cũng như là RCA rất nhiều đường vào đường ra cho anh em đây. Đó. Một chiếc âm ly uh, chỉ hơn 50 triệu đồng thôi, chắc chắn rằng sẽ hài lòng anh em với những cặp loa công suất vừa phải, đúng không ạ? Ok, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em Ba Hùng để sở hữu cho mình uh, chiếc âm ly uh, thế mới mà giá cực tốt này nha xin cảm ơn anh em